Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là cây ổi của mình. Ra đợt qua lần thứ 3 các bạn. Thì những đợt trước nó ra hoa rồi nó thành trái. Thì đợt đầu tiên Quỳnh Mai được 6 trái, nay nó đã lớn rồi các bạn. Đây, cái cây ổi dài như thế này. Được 3 cặp như vậy các bạn. Bên đây một cặp là, rồi bên đây một cặp nữa nè các bạn. Cái trái ổi nó dài đó. Cái ổi này là cây ổi Ruby Thái nha các bạn. Thì nó ra được 6 trái là đợt đầu. Rồi đợt thứ nhì mình đếm được 58 trái các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó đã đậu rồi mà mình chưa có bọc, tại vì cái trái nó còn nhỏ và nó đậu. Mình đếm tất cả trên cây là được 58 trái rải rác khắp nơi các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đó, trái không luôn. Mà bây giờ nó lại ra đợt qua lần thứ 3 đó. Đây trái nữa nè, trái rất là nhiều các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy chỗ nào cũng trái không. Mà mình đếm được là 58 trái rồi ở trên cái cây. Thì mình không biết là mình có nên cắt bỏ những cái trái nhỏ đi hay không. Tại vì mình sợ để nhiều thì nó sẽ không có lớn trái các bạn. Lần đầu tiên mình trồng đó, nên mình cũng không biết làm sao. Cứ bón phân, thấy nó trái nhiều quá nên mình bón phân trùng, rồi mình bón đủ thứ phân vô để giúp cho nó nuôi trái các bạn. Ở trên ngọn của nó quá trời trái luôn đó. Rồi sau khi mà cái đợt qua này là đợt 2 đó các bạn, nó ra trái như vậy, mình lại cắt tỉa nó, không ngờ nó lại ra đọt nữa và nó lại ra bông nữa các bạn. Đây là đợt qua lần thứ 3 đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái tược của nó nè. Tược này là tược qua nha các bạn. Nó có hai bên đó, có hai bên như vậy. Đây nè các bạn đó. Thì cái ngọn nào nó cũng ra cái tược qua hết các bạn. Đó, đây là lần thứ 3 của cây ổi của mình. Đó, đây. Mà bây giờ là đầu tháng 10 rồi. Mình không biết là khi mà nó nở qua rồi nó đậu trái, mình không biết là mình có nên giữ lại hay không. Tại vì mùa đông các bạn, mùa đông thì mình đem vào trong gara. Thì trong gara không biết là nó có phát triển hay không. Thì mình thử làm luôn các bạn. Đó, cho các bạn xem bên cái phía bên đây. Trái nè. Rồi trái ở trên ngọn nè. Chỗ nào cũng thấy trái hết các bạn. Thì mình ở không cái mình ra mình đếm coi được bao nhiêu trái ổi. Thì mình thấy nó được 58 trái với 6 cái trái lớn nữa. Đó, trái không luôn. Thì đây là hoa các bạn. Đây là cái đọt, nó ra đọt rồi cái nó ra cái hoa luôn. Nó sắp nở rồi đó. Thì mình chia sẻ với các bạn là cái cây ổi của mình như thế này. Mình có nên ngắt trái bỏ bớt hay không, hay là nuôi nó luôn các bạn. Nếu nuôi nó luôn thì mình bỏ phân trùng nè, rồi phân organic, rồi tưới phân cá tùm lum như vậy thì nó có bị như là bị đậu quả nhập ma không, tức là mình bỏ phân nhiều quá rồi mấy cái phân đó đánh lộn với nhau
rồi có làm cái cây cho cây ổ mình chết hay không thì mình cũng không có biết. Thì mình thấy hồi xưa ở bên Việt Nam đó, người ta trồng ổi á, để tự nhiên nó lên trái đợt này đợt kia đợt nọ, thì một cây ổi đến mấy cái loại trái lớn là nhỏ, lớn rồi dừa nhỏ, tùm lum ở trên cây hết. Lúc nào đi ra cây ổi thì cũng thấy ổi có trái hái ăn được, có trái chín, rồi có cái trái xanh, có trái nhỏ, rồi có bông. Mình nhớ lại như vậy đó các bạn, nên mình để luôn đó, mình để luôn cây ổi của mình cho nó mang đủ loại trái ở trên cây, vậy đủ loại sai luôn các bạn, trái lớn, trái nhỏ, trái dừa, rồi có bông luôn các bạn đó. Các bạn nhìn xem nó có trái nè, chỗ nào cũng có trái có hoa hết các bạn. Thì mình năm nay mình thử thí nghiệm để xem coi cây ổi của mình có nuôi nổi ba đợt trái hay không nha các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn là sở dĩ cây ổi của mình nó có nhiều đợt như vậy tại vì mình cắt ngọn nó đó các bạn. Thí dụ như là cái ngọn nó mọc cái ngọn như thế này, dài cỡ một tấc hai tấc, mà mình nhìn thấy cái lá nó đã biến thành cái màu xanh đậm như thế này rồi, mà mình nhìn hoài mình không có thấy nó ra cái đọt hoa, thì mình sẽ cắt nó, cắt ngang nó luôn, chứ không có để nó cao lên các bạn. Thì khi mà mình cắt ngang vậy thì nó tức mình, nó sẽ mọc đọt non khác, và cái mỗi cái đọt non thì sẽ có hoa, hễ nó ra đọt non mà nó ra hoa hả các bạn. Đó, đọt non các bạn thấy màu xanh lợt không, cái nó mọc lên cái nó ra hai cái hoa hai bên đó, ra hai cái hoa hai bên. Rồi các bạn thấy không, cái đọt này cũng hai cái hoa, đọt này cũng hai cái hoa, rồi kế bên cũng ra hai cái hoa. Còn cái đọt nào nó điếc á, nghĩa là nó không có ra hoa, người ta gọi là đọt điếc, nó màu xanh, nó màu xanh dương, xanh đậm, mà mình nhìn hoài mình không thấy cái đọt, không có thấy cái hoa như vậy các bạn. Đó, đây là cái trái nè, mình không thấy thì mình như thí dụ như cái đọt này đó, các bạn nhìn thấy nó từ ở trong cái cành chính nè, nó ra cái nhánh nè, mà cái nhánh này các bạn nhìn thấy nó cũng có lá xum xê nè, rồi cũng có hai cái lá non nè, mà mình không có thấy nó ra cái hoa, thì mình dùng kéo mình cắt bỏ nó liền các bạn, chứ mình không có cho nó ra dài. Ra dài chừng nào nó cũng dài cách mấy nó cũng không có hoa, nên mình phải cắt ngang, cắt ngang để cho nó mọc ra hoa đó. Thì đây là cái cành mình chỉ cho các bạn thấy, như cái cành này, cái cành này các bạn nhìn thấy phía trong ba cặp lá, tức là sáu cái lá màu xanh đậm nè, cái tới đây nè, cái mình thấy nó chỉ có một cái trái, đậu một cái trái là một cái hoa đó. Cái mình mới cắt ngang cách chừng một inch, mình cắt ngang cái nó ra cái nhánh, nó ra cái nhánh mới, cái nó mọc liền, nó mọc liền hai cái hoa hai bên này là hai cái trái đó các bạn. Đó, thì cái nhánh điếc là cái nhánh như thế này, các bạn thấy từ ở trong cành nó mọc ra hoài luôn, mà mình nhìn nguyên cái cành này mình đâu có thấy nó cái hoa nào đâu, không có hai cái hoa hai bên, nên mình mới phải cắt ngang chỗ này các bạn. Đó, nó ra mà nhánh điếc rồi, mình muốn nó có hoa mình phải cắt ngang chỗ này, cắt ngang đây để nó mọc ra tiếp cái nhánh non thì nó mới ra hoa. Còn mình để nó mọc ra dài hoài thì nó không có ra hoa nha các bạn.
Ở trên cây ổi của Quỳnh Mai cũng có nhiều nhánh điếc á. Đây thí dụ như cái nhánh này đó, từ ở trong nhánh ra mà ra tới ngoài không có cái hoa nào hết thì bắt buộc mình phải cắt ngang thôi. Cắt ngang thì nó mọc cái nhánh mới lên thì nó sẽ ra cái nụ hoa liền. Nghĩa là mình kiểm tra coi nhánh nào nhánh điếc thì mình cắt nha các bạn. Nó mọc lên hoà mà nó không có nụ hoa thì mình phải cắt. Đó, những cái nhánh mà ở đây nè, các bạn nhìn thấy Quỳnh Mai cắt mà nó nhảy ra tới cắt một nhánh mà nó nhảy ra tới bốn nhánh. Đó, các bạn nhìn xem, cắt một nhánh mà nhảy ra bốn nhánh. Đây là một nhánh nè, hai nhánh nè, ba nhánh nè, bốn nhánh nè, tươi non luôn. Bốn nhánh thì nó ra tới bốn cái cặp mà hoa ổi các bạn. Đây, đây là hoa ổi nè, mình nhìn nó mình biết liền. Rồi bên đây một cặp nữa nè, nó đối xứng với nhau qua theo cái lá đó các bạn. Cái lá mọc đối xứng với nhau đó, nó mọc dưới cái lá luôn đó. Đây là cái hoa, đây cái hoa là một cặp. Rồi cái ngọn này cũng vậy, ngọn anh em nó ở kế bên nè cũng vậy luôn, ra đọt non xong rồi ra hai cái hoa. Bên đây cũng vậy, ra đọt non ra hai cái hoa. Tức là chỗ cái này chỉ có một nhánh thôi nha các bạn, mà Quỳnh Mai cắt ngang nó nhảy ra bốn nhánh. Bốn nhánh nó ra bốn cặp hoa, bốn cặp hoa đậu thì thành được tám trái ổi rồi các bạn. Bên đây cũng vậy, bên đây Quỳnh Mai cũng cắt ngang là nó mọc ra nhánh non nè, có hai cái hoa. Kế bên nó cũng chị em với nó cũng ra hai cái hoa, là chỗ này được bốn trái nè. Rồi cái nhánh bên đây cũng ra hai cái hoa nữa. Rồi bên đây điếc các bạn ơi, nhánh này điếc đó. Nhánh này mình nhìn tới nhìn lui không có thấy cái hoa. Mình đợi thêm một thời gian nữa cho nó dài ra coi nó có ra hoa không. Nếu nó không ra hoa mình cắt cái ngọn đó. Đó, ở phía dưới này cũng ra hai cái hoa nè các bạn. Đó, dễ thấy dễ biết lắm, ở đây ra hai cái hoa. Đó, hai cái hoa là thành hai cái trái đó các bạn. Khi nó nở hoa rồi thì nó đây như cái trái này nó trổ hoa ở trên đây. Cái đài hoa đó nè, cái con ruồi hay là con ong lợi hút mật cái nó làm đậu cái trái ổi nè các bạn. Đây là cái trái ổi phía dưới, còn trên cái đây cái đài hoa của cái hoa đó, cái nó lớn lên như thế này đó. Nó lớn lên như thế này thì mình thấy cái đài hoa rõ ràng. Rồi nó lớn lên chút xíu nữa mình bọc á, mình sẽ bẻ bốn cái đài hoa này đi rồi bọc cái ổi vô trong cái bịch để cho con rùa vàng nó không có chích. Còn để bốn cái đài hoa này làm ổ để mấy cái con rệp sáp lại chung đó thì mình sẽ bị rệp sáp. Bây giờ Quỳnh Mai sẵn đây giới thiệu với các bạn, đây là con Ladybug, hên lắm mới thấy nó nha các bạn, để cho các bạn nhìn thấy hình dáng. Mới thấy đây thì nó bò đâu rồi. Con Ladybug nó có lợi cho người nông dân lắm các bạn. Đó đó, các bạn nhìn thấy không, nó màu vàng, trên lưng nó có chấm đen á. Nó chỗ này nè các bạn, là nó đi ăn con rệp sáp đó. Cây mình có con này thì mình không sợ là cây mình có rệp sáp nha các bạn. Nó đi ăn rệp sáp hết luôn, người ta còn đi mua đem về thả vô giường đó các bạn. Gọi là con Ladybug, hình dáng tròn tròn giống như con rùa, trên lưng nó có chấm đen nha. Để mình zoom lại cho các bạn xem nha.
Đó, con này ích lợi cho nhà vườn đó các bạn. Nó đi ăn con rệp sáp nằm ở trên cái lá đó. Đó, đây là giới thiệu với các chia sẻ với các bạn luôn. Đây là cái con côn trùng có lợi cho nhà vườn, con ladybug đó các bạn. Nó đang ăn cái con rệp sáp đó. Người ta thường đi mua để thả đó các bạn, mà vườn Quỳnh Mai tự nhiên ở đâu nó bay lại vậy là hên lắm. Nhưng mà nó phải bay lại với số lượng nhiều thì nó mới ăn mấy con đó được các bạn. Đó, thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn là sở dĩ cây ổi của mình nó ra nhiều hoa nhiều trái, làm tới 3 đợt hoa trái. Tại vì mình cắt cắt ngọn đó đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cách cắt ngọn đó đó, thì nó ra hoa rồi nó đậu trái như thế này. Khi mà trái lớn lên thì mình bẻ cái đài hoa bỏ đi để tránh làm tổ cho mấy cái con rệp sáp. Thì ở trên cây của mình trồng cần có những con ladybird, như cái con này đó. Mình mai chiếu cho các bạn xem, giống giống như con rùa nhỏ vậy. Trên lưng nó mà hơi cam cam đỏ đỏ, trên lưng nó có chấm đen nha các bạn. Nó chuyên môn ăn con rệp sáp nha. Đó. Thì mình chia sẻ với các bạn lại như vậy. Sở dĩ cái cây ổi của mình nó ra nhiều hoa trái, làm mấy đợt, làm trái mấy size, size lớn, size nhỏ, size vừa đó, rồi hoa nữa, là tại vì mình dùng phương pháp cắt ngọn tỉa cành các bạn. Mình cứ cắt nó hoài thì nó ra đọt non xanh mướt như thế này các bạn, màu xanh vợt như thế này, nhìn rất là mát mắt nha. Đó, rồi nó lại tiếp tục ra hoa, ra trái cho mình. Đó, thì một cây ổi giống như bên Việt Nam trồng, trong một cây ổi thì có trái ổi rất nhiều size, nhiều loại, lớn nhỏ, vừa lớn rồi vừa rồi nhỏ rồi hoa nha các bạn. Nhờ phương pháp là mình cắt ngọn tỉa cành thì nó mới ra được như thế này. Còn nếu mà mình trồng ổi mà mình để cho cái nhánh nó dài, dài ra, nhìn coi có tàn đẹp nhưng mà lại không có trái nha các bạn. Tại vì mình không có cắt tỉa thì nó đâu có nhảy nhánh rồi nó đâu có ra hoa. Nên cây ổi mình nhìn, các bạn nhìn thấy không, nó cái nhánh nó ngắn ngắn ở trong thân không, chứ nó không có dài ra như cây ổi người ta. Cây ổi người ta có tàn dài xum xuê, mà cây ổi của mình cái tàn nó như thế này các bạn, dài ra nhiều lắm là 2 tấc 3 tấc là Quỳnh Mai đã cắt vô rồi để cho nó ra trái các bạn. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cứ tin tưởng mình, là các bạn có trồng cây ổi thì các bạn cứ cắt ngọn như mình thì nó sẽ ra hoa trái đầy cây giống như mình nha. Cây của mình nay đếm được 58 trái nhỏ rồi đó các bạn, và 6 trái lớn, và một cái đợt hoa mà mình nghĩ mình không sợ nó mất sức, tại vì mình cho nó ăn đủ thứ phân các bạn. Với lại mình nghĩ bên Việt Nam người ta cũng để cây ổi của người ta rất nhiều loại trái như vậy trên cây, mà cái cây cũng không có bị suy các bạn, tại vì mình luôn chăm sóc mỗi ngày và tưới nó, tưới nước nó, rồi không cho thiếu nước nha, tưới nước rồi tưới phân cá rồi cho phân trùng rồi phân hữu cơ, nghĩa là đủ loại phân hết các bạn thì nó mới được như vậy. Đó, vậy thì hôm nay Quỳnh Mai video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, ủng hộ Mai
đăng ký, chia sẻ để mình mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt, hẹn với các bạn video kỳ sau.